12 năm không phải một quãng thời gian quá dài, nhưng là đủ để mỗi người có những sự thay đổi, xã hội có những biến chuyển nhất định và đối với bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Kể từ cái ngày Cristiano Ronaldo rời Manchester United vào mùa hè năm 2009 để tới với Real Madrid, thế giới bóng đá đã từng bước chuyển mình với vô số những sự kiện mang tính bước ngoặt đã xảy ra. Từ sự thay đổi của vị thế các đội bóng giàu truyền thống bậc nhất xứ sở sương mù cho tới những câu chuyện thú vị bên cạnh đó. Có lẽ sẽ không còn quá nhiều điều tương đồng so với giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, ngày mà siêu sao người Bồ ra đi tìm kiếm thử thách mới cho bản thân. Vậy những gì đã thực sự thay đổi kể từ ngày số 7 của Quỷ Đỏ ra đi? Và điều gì đang chờ đợi siêu sao người Bồ trong ngày anh quay trở lại với xứ sở sương mù? Đầu tiên hãy đến với câu chuyện có thể sẽ trở nên lạ lẫm nhất đối với Cristiano Ronaldo trong ngày anh quay trở lại với Premier League. Đó chính là việc Sir Alex Ferguson không còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Quỷ Đỏ nữa. Không ai có thể phủ nhận rằng Sir Alex là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất đối với sự nghiệp của siêu sao người Bồ. Anh gần như là người duy nhất đã khiến cho ông thầy người Scotland phải phá lệ quyết tâm mang anh về Man United chỉ sau khi được tận mắt theo dõi một trận đấu duy nhất của anh. Hơn cả mối quan hệ thầy trò, Sir Alex Ferguson đã từng bước dìu dắt và đưa Ronaldo từ một cái tên vô danh trở thành ngôi sao đắt giá được cả thế giới săn đuổi. Sir Alex cũng dường như đã trở thành người cha thứ hai trong cuộc đời của CR7, và có lẽ việc ông không còn là huấn luyện viên của Manchester United cũng sẽ khiến Ronaldo cảm thấy hụt hẫng phần nào. Đã trải qua gần 2 thập kỷ kể từ ngày đầu tiên mà vị trí lực gia huyền thoại được tận mắt chứng kiến một tài năng kiệt xuất của bóng đá thế giới. Giờ đây có lẽ trên khán đài của sân vận động Old Trafford, chính Sir Alex có thể tự hào mỉm cười khi được chứng kiến đứa con hoang tàn của mình đã trở về để nâng tầm đội bóng này. Khi ra đi, anh là một cầu thủ tài năng với khát khao chinh phục những đỉnh cao của sự nghiệp. Trong ngày trở lại, anh đã trở thành một huyền thoại đương đại của bóng đá thế giới, cùng niềm tin sẽ mang DNA của nhà vô địch để đưa Quỷ Đỏ trở về với đúng vị thế vốn có. Cristiano Ronaldo là cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng có cơ hội được dẫn dắt. Cậu ấy xuất sắc hơn tất cả những học trò tôi từng dẫn dắt ở United, và chỉ có một số người được đào tạo ở đây để có thể so sánh với cậu ấy, đó là Paul Scholes và Ryan Giggs. Đó là những chia sẻ của huyền thoại người Scotland khi nói về cậu học trò kiệt xuất của mình. Nhưng ngày Sir Alex chính thức nói lời chia tay với sân Old Trafford ở mùa 2012-2013 cũng chính là khoảnh khắc mà Man United đã không còn giữ được vị thế của mình ở cả đấu trường quốc nội lẫn sân chơi châu lục. Để rồi sau đó trải qua 4 đời huấn luyện viên khác nhau, nhưng nửa đỏ thành Manchester vẫn chưa thể thực sự lấy lại được vị thế vốn có của mình. Những chức vô địch ở sân chơi Europa League hay Cup FA chắc chắn là không đủ đối với một cái tên như Man United. Và đối với Ronaldo, một nghĩa vụ cũng như là điều mà các Manusian hy vọng anh có thể mang lại trong ngày trở về mái nhà xưa, đó chính là DNA của nhà vô địch. Ngày anh ra đi, chức vô địch Champions League ở mùa giải 2007-2008 có thể nói là cột mốc quan trọng đã nâng tầm sự nghiệp của siêu sao người Bồ. Nhưng đó cũng chính là lần đăng quang cuối cùng của Quỷ Đỏ trong suốt quãng thời gian dài hơn một thập kỷ sau đó. Cảm giác nâng cúp ở đấu trường Champions League đã không còn đối với Quỷ Đỏ trong suốt 13 năm qua, trong khi đó ở đấu trường quốc nội là tròn một thập kỷ. Trong khi đó, Ronaldo đã sở hữu cho mình một kho tàng danh hiệu đồ sộ bậc nhất lịch sử với điểm nhấn là 4 chức vô địch Champions League cùng Real Madrid. Cùng với đó là 4 lần lên ngôi tại đấu trường quốc nội trong 2 màu áo của hai ông lớn hàng đầu Tây Ban Nha và Italia. 4 quả bóng vàng châu Âu trong quãng thời gian đó cũng đã biến CR7 trở thành một trong những cỗ máy dội bom vĩ đại nhất lịch sử. Với 134 bàn thắng sau 176 trận đấu, siêu sao người Bồ cũng đã trở thành tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử Champions League khi vượt qua chính đại kình địch Leo Messi với chỉ 120 pha lập công. Cùng với đó là vô số những kỷ lục vô tiền khoáng hậu khác đã được ngôi sao người Bồ thiết lập ở những sân chơi khác nhau. Rõ ràng, điều mà Manchester United cần ở thời điểm hiện tại đó chính là bản lĩnh của một nhà vô địch, một thủ lĩnh thời kỳ hậu Sir Alex, và chắc chắn rằng sau sự xuất hiện của Ronaldo trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng rất lớn tới phòng thay đồ của sân vận động Old Trafford, nơi mà CR7 sẽ cần có được cái uy của người anh cả có thể dẫn dắt những người hậu bối của mình tới đỉnh vinh quang. Nếu quãng thời gian khó khăn của Manchester United trong hơn một thập kỷ qua có thể khiến cho Ronaldo cảm thấy lạ lẫm, thì sự vươn lên của đội bóng cùng thành phố Man City có lẽ cũng sẽ khiến siêu sao người Bồ gặp phải không ít khó khăn trong ngày quay trở lại sân chơi khắc nghiệt nhất châu lục này. Năm 2008, nửa xanh thành Manchester được mua lại bởi những ông chủ giàu có tới từ Ả Rập. Đó cũng là khi mà đội chủ sân Etihad phá kết để mang về Robinho từ Real Madrid. Bản hợp đồng chứng tỏ được tham vọng vươn tầm của The Citizen. Mặc dù vậy, một mình cầu thủ người Brazil là không đủ để giúp Man City có được những sự cải thiện trong mùa giải đầu tiên ở Premier League. The Citizen kết thúc mùa giải với vị trí thứ 10 ở Premier League và thành tích đáng kể nhất là đã lọt vào tứ kết của UEFA Cup. Ngay trong mùa hè mà Ronaldo chuyển tới Real Madrid, Man City cũng đã chi ra hơn 100 triệu euro để mang về những tân binh chất lượng như Adebayor, Kuluture hay Carlos Tevez từ chính gã hàng xóm Man United. Đó cũng chính là những bước đầu tiên trong công cuộc chuyển mình đầy mạnh mẽ của gã hàng xóm cùng thành phố với Quỷ Đỏ.
Trong 10 mùa giải gần nhất, dường như chính The Citizen đã phủ lên thành phố Manchester một màu xanh với 5 chức vô địch ở đấu trường quốc nội. Sức mạnh tài chính của những ông chủ giàu có đến từ Ả Rập thực sự đã giúp cho nửa xanh của thành phố này thoát ra khỏi cái bóng của gã hàng xóm Man United. Dù cho những giá trị lịch sử luôn giúp cho Quỷ Đỏ có được một vị thế riêng biệt ở xứ sở sương mù, thì cũng sẽ khó có ai có thể phủ nhận được rằng Man City thực sự đã vươn lên cực kỳ mạnh mẽ. Những cái tên như Sergio Aguero, Vincent Kompany, David Silva hay Yaya Touré đã đưa Man City tới đỉnh vinh quang của đấu trường quốc nội trong mùa giải áp chót mà Sir Alex gắn bó với Quỷ Đỏ. Để rồi sau chức vô địch ở đấu trường quốc nội một năm sau ấy, Quỷ Đỏ đã phải chứng kiến gã hàng xóm có thêm 4 lần lên ngôi và đánh mất vị thế độc tôn của mình. Nhưng thời thế thế thời, có những cái tên đã chạm tới đẳng cấp hàng đầu châu lục thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ có những đội bóng không còn giữ được bản sắc của mình. Arsenal có lẽ chính là đội bóng sẽ khiến cho CR7 cảm thấy bất ngờ nhất trong ngày siêu sao người Bồ quay trở về xứ sở sương mù. Ngày Anh còn gắn bó với Man United, pháo thủ thành London chưa bao giờ là một đội bóng dễ để bị đánh bại trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng đối với cá nhân CR7, đội chủ sân Emirates lại luôn là đối thủ ưa thích của anh khi trải qua 15 trận đấu trên mọi đấu trường với Arsenal. Ronaldo đã có cho mình 6 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo, và có lẽ không ai có thể quên được cú sút phạt thần sầu của chính CR7 vào lưới pháo thủ ở đấu trường Champions League trong mùa giải cuối cùng anh gắn bó với nước Anh. Đó có lẽ cũng chính là nỗi ám ảnh của các Gunners mỗi khi nghĩ về ngôi sao người Bồ Đào Nha. Nhưng quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi, khi ở thời điểm hiện tại Arsenal chỉ còn là cái bóng của chính mình. 3 trận toàn thua với 9 pha thủng lưới và không có nổi một bàn thắng nào. Những con số đó có lẽ đã thể hiện được quá rõ ràng tình cảnh bi đát của pháo thủ ở thời điểm hiện tại. Đội bóng Bắc London đã không còn là một đối trọng trong cuộc đua vô địch hay thậm chí là một vị trí trong top 4. Arsenal vẫn đang loay hoay tìm cách đứng dậy bằng chính đôi chân của mình thời kỳ hậu Arsene Wenger. Mặc cho thành tích đối đầu trực tiếp với Manchester United đã được cải thiện trong vài năm trở lại đây, nhưng thực sự ở thời điểm hiện tại, pháo thủ đã không còn giữ được vị thế của một trong những ông lớn hàng đầu của xứ sở sương mù. Nhưng bên cạnh đó, đối thủ chuyển kiếp của Quỷ Đỏ là Liverpool lại đã mang đến cho người hâm mộ rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau trong suốt hơn một thập kỷ trở lại đây. Từ niềm hy vọng quay trở lại với ngôi vương ở mùa giải 2013-2014 cho tới tận cùng của nỗi thất vọng sau cú trượt chân của Steven Gerrard, rồi việc phải đối mặt với quãng thời gian khó khăn khi Jurgen Klopp có những trận đấu đầu tiên cho tới khoảnh khắc bùng nổ với chức vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi. Tất cả những điều đó đều đã góp phần làm nên một Liverpool đầy bản lĩnh và hùng mạnh đang chờ đợi để tiếp đón Cristiano Ronaldo ở mùa giải năm nay. Khác với những ký ức đẹp khi đối đầu với The Kop ở trận chung kết Champions League mùa giải 2017-2018, việc phải đối đầu với lữ đoàn đỏ ở đấu trường quốc nội trong màu áo Man United chắc chắn sẽ mang lại cho Ronaldo những trải nghiệm vừa thân thuộc và cũng vừa lạ lẫm. Những trải nghiệm mà chắc chắn mang lại không ít những phấn khích cho người hâm mộ ở tương lai gần. Và sau tất cả, có lẽ chính Cristiano Ronaldo cũng có thể tự cảm nhận được rằng những thay đổi của chính anh trong ngày quay trở lại với mái nhà xưa. Anh từng dứt áo ra đi để khẳng định bản lĩnh và tài năng của mình ở một chân trời mới. Giờ đây anh đã quay trở lại với vị thế của một nhà vô địch, của một huyền thoại đương đại của lịch sử môn thể thao vua. Anh cùng với đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của mình là Lionel Messi đều đã lấy gương nhau để cùng nỗ lực mà phấn đấu cho tới thời điểm hiện tại. Cả hai đều đã chạm tới những đỉnh cao trong màu áo câu lạc bộ lẫn cấp độ đội tuyển quốc gia, và cả hai cũng đều đã chọn cách bước tiếp tới một môi trường mới để thử thách bản thân mình. Với Ronaldo, xứ sở sương mù thời điểm hiện tại sẽ là một mái nhà vừa lạ vừa quen, là mái nhà mà một lần nữa đang trông chờ vào sự tỏa sáng của anh. Giờ đây, Manchester United sẽ không chỉ trông cậy vào CR7 ở khía cạnh chuyên môn mà còn là vai trò của một người thủ lĩnh, một người anh cả có thể trở thành động lực cho những người hậu bối của mình. Và các Manusian có lẽ đang trở thành những người hạnh phúc nhất trên thế giới, bởi họ cuối cùng đã được chứng kiến đứa con hoang tàn trở về.